Kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn khóa 4 nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành trong 2 ngày, ngày 22 và ngày 23 tháng 12, thảo luận và quyết định nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021. Theo đó, năm 2021, quận phấn đấu thực hiện giá trị tăng thêm của các ngành so với thực hiện năm 2020 từ 7-8%. Thu ngân sách hoàn thành kế hoạch thành phố giao, 100% người nghèo được hưởng các chính sách bảo hiểm y tế, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% kế hoạch. Trong năm nay, quận tập trung triển khai đẩy nhanh tiến độ tại các dự án, đề án phát triển du lịch trên địa bàn quận như đề án khu phố du lịch An Thượng, đề án phát triển khu du lịch khu căn cứ cách mạng K20, đầu tư các hạng mục tại danh thắng Ngũ Hành Sơn và phương án đầu tư nâng cấp mở rộng chợ Bắc Mỹ An. Tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan xây dựng và hoàn thiện hồ sơ văn khắc Hán Nôm, Ngũ Hành Sơn là di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức Thế giới, khu vực châu Á-Thái Bình Dương trên UNESCO công nhận.